Chào mừng các em đến kênh Hệ Điềm trong bài giảng hôm nay. Hãy xin giảng các em toán lớp sau bài số 19 sách kết nối tri thức của cuộc sống nha. Trong lúc xem bài giảng của Hệ Điềm, nếu các em thấy quảng cáo, các em xem hết quảng cáo giúp Hệ Điềm để thầy có thêm kinh phí làm nhiều bài giảng cho các em xem nha. Giờ mình sẽ qua bài giảng hôm nay. Giờ hôm nay mình sẽ bài số 19 hình chữ nhật, hình khôi, hình bình hành và hình thăng căn. Giờ như vậy là mình sẽ có một khái niệm, một số khái niệm hoặc ngữ gồm có hình chữ nhật, hình khôi, hình bình hành và hình thăng căn. Cạnh đối, cạnh bên và góc đôi. Giờ mình sẽ có một số kiến thức và kỹ năng là mô tả một số yếu tố cơ bản như là cạnh, đỉnh, góc của các hình chữ nhật, hình khôi, hình bình hành, hình thăng căn. Và mình sẽ vẽ được hình chữ nhật, hình khôi, hình bình hành bằng các dụng cụ học tập. Hình chữ nhật, hình bình hành, hình khôi, hình thăng căn là các hình mà chúng ta thường gặp trong đời sống thực tế và được làm quen với tiểu học. Bài này sẽ giúp chúng ta tìm hiểu thêm các hình như khế. Từ đó chúng ta có thể vẽ, cắt, ghép các hình để làm một số đồ dùng hoặc là trang trí nơi học tập của mình. Giờ trước hết là mình sẽ học hình chữ nhật nha. Một số yếu tố cơ bản của hình chữ nhật. Giờ hoạt động 1, em hãy tìm một số hình ảnh của hình chữ nhật trong thực tế. Như giờ mình thấy là trong thực tế thì mình thấy là cửa của mình. Cái cửa của mình chính là dạng hình chữ nhật đúng không? Ngoài ra thì mình thấy là cái tivi của mình cũng là hình chữ nhật. Cái tủ lạnh của mình cũng là hình chữ nhật. Hoặc là mình thấy là gạch ốp tường cũng là hình chữ nhật. Bánh vườn hoặc là hộp bánh của mình đều là hình chữ nhật. Mình thấy là hình chữ nhật có rất nhiều trong thực tế đúng không? Như vậy mình sẽ trả lời câu hoạt động 1 nha. Như vậy mình trả lời là một số hình ảnh của hình chữ nhật gồm có cửa nè, tivi, tủ lạnh, gạch ốp tường, mảnh vườn và hộp bánh nha. Giờ tiếp theo, mình sẽ qua hoạt động 2, quan sát hình chữ nhật ở hình 4.8A. Như vậy là mình sẽ có một hình chữ nhật đúng không? Thì mình thấy là hình chữ nhật sẽ có 4 đỉnh đúng không? 4 cạnh và 4 góc. Mình sẽ có là hai đường chéo nha, đúng không? Hai đường chéo. Đường này gọi là đường chéo, hai đường chéo. Và mình sẽ có hai cặp cạnh đối diện với nhau, cạnh này với cạnh này gọi là cạnh hai cặp đối diện nha. Cạnh này với cạnh này ta gọi là hai cạnh đối nha, nhưng mình sẽ có là hai cặp cạnh đối nha. Như vậy là câu số 1 người ta kêu mình Newton định cạnh đường chéo và hai cạnh đối nhau của hình chữ nhật ABCD hình 4.8B. Như vậy là hình chữ nhật ABCD mình thấy là đỉnh gồm có đỉnh ABCD đúng không? Cạnh thì mình sẽ có là ABC, CD và AD. Giờ mình sẽ có đường chéo chính là đường chéo AC và đường chéo BD đúng không? Và mình có hai cạnh đối nhau chính là cạnh AP và cạnh CD, cạnh BC và cạnh AD đúng không? Giờ như vậy là mình xong câu số 1 nha. Thầy sẽ giảng bài chút, thầy sẽ làm cho các em xem nha. Giờ mình sẽ xem câu số 2 luôn. Dùng thước đo góc để đo và so sánh các góc của hình chữ nhật ABCD. Như vậy mình sẽ sử dụng cái thước đo góc của mình đo 4 góc thì mình thấy là 4 góc đều bằng nha. Qua đều bằng 90 độ. Giờ tiếp theo là câu số 3. Dùng thước khẳng hoặc là cơ ba để so sánh hai cạnh đối qua hai đường chéo của hình chữ nhật. Như giờ mình sẽ sử dụng cây khúc hẳn của mình hoặc là cung ba cũng được. Khi mình đo thì mình thấy là hai cạnh đối nhau sẽ bằng nhau đúng không? Qua hai đường chéo của mình nhau nha. Giờ như vậy là sau khi giảng bài xong thầy sẽ trả lời câu hỏi câu 1, 2, 3 cho các em xem nha. Như vậy là câu 1 thì đỉnh thì mình thấy là có 4 đỉnh đúng không? Cạnh thì mình cũng được 4 cạnh. Đường chéo thì mình cũng được hai đường chéo. Và hai cạnh đối nhau thì mình có cạnh là AP đối với CD và cạnh BC đối với AD. Đúng không? Giờ còn hai góc của hình chữ nhật. Mình thấy là các góc của hình chữ nhật đều bằng nhau và đều bằng 90 độ. Và hai cạnh đối của hình chữ nhật mình thấy là bằng nhau, hai đường chéo của hình chữ nhật cùng bằng nhau nha.
Giờ trả lời xong câu hỏi mình sẽ tiếp phần bài giảng nhé. Giờ tiếp theo là mình sẽ có nhận xét là trong hình chữ nhật là bốn góc sẽ bằng nhau và đều bằng 90 độ. Hai cạnh đối sẽ bằng nhau và hai đường chéo cũng bằng nhau nhé. Giờ tiếp theo là mình qua câu thực hành số 1. Câu thực hành này mình sẽ vẽ hình chữ nhật ABCD có cạnh bằng 5 cm và một cạnh sẽ bằng 3 cm theo hướng dẫn sau. Như vậy bước 1 mình sẽ vẽ đoạn thẳng AP dài là 5 cm, đúng không? Sau đó mình sẽ sử dụng cây thước AK, mình kê cái góc vuông vô đến mình vẽ một cái đường thẳng vuông góc với AP tại A và mình lấy AD sao cho đủ 3 cm. Giờ sau đó mình xây cái thước AK qua, mình sẽ vẽ một đoạn thẳng một đường thẳng vuông góc với AP tại P và mình lấy BC sao cho đủ 3 cm. Giờ sau đó mình sẽ nối D với C là khi lúc này mình sẽ được là hình chữ nhật APCD, đúng không? Như vậy là vẽ hình chữ nhật cũng quá đơn giản, đúng không? Quan trọng là mình sẽ được bốn góc vuông và hai cạnh đối diện song song bằng nhau. Như vậy là có cách nào khác để vẽ hình chữ nhật hay không? Thật ra là có, nhưng mà mình thấy là cách vẽ này là đơn giản nhất, dễ nhất nên mình sẽ là vẽ theo cách này nhé. Giờ câu số 2 em hãy kiểm tra lại hình vừa vẽ xem các cạnh đối bằng nhau hay không và các góc có bằng nhau hay không. Như vậy sau khi vẽ xong thì mình thấy là các cạnh đối sẽ bằng nhau và các góc cũng bằng nhau nha. Nhưng mình trả lời câu hỏi số 2 nha. Giờ như mình trả lời là sau khi kiểm tra ta thấy các cạnh đối bằng nhau. Và các góc cũng bằng nhau luôn, đúng không? Giờ trả lời xong câu hỏi mình sẽ tiếp phần bài giảng nhé. Giờ tiếp theo là mình sẽ qua học hình khối, một số yếu tố cơ bản của hình khối và đoạn 3. Giờ câu số 1 là trong các hình trong các đồ vật ở hình 4.9, đồ vật nào có dạng hình khối? Như vậy mình thấy là hình này là hình hình chữ nhật, đúng không? Còn cái này mới là hình khối này, đây hình khối. Còn cái hình này là hình hình lục giác đều, không phải là hình khối, đúng không? Như mình sẽ thấy có hình này là hình khối nha. Như vậy mình thấy là chiếc nhẫn này cái mặt mặt của chiếc nhẫn sẽ có dạng hình khối nha. Giờ câu số 2 là người ta kêu mình hãy tìm thêm một số hình ảnh khác của hình khối trong thực tế. Như vậy mình thấy là trong thực tế mình thấy một số đồ vật có dạng hình khối như là cánh diều, họa tiết trang trí hoặc là cánh cửa kéo, đúng không? Giờ như vậy mình hãy trả lời câu số 1 và câu số 2 của hoạt động 3 nhé. Như vậy là câu số 1 mình trả lời đồ vật có dạng hình khối chính là mặt của chiếc nhẫn, đúng không? Mặt trên của chiếc nhẫn, đúng không? Mặt trên của chiếc nhẫn thì mình thấy là có dạng hình khối, đúng không? Giờ câu số 2 là một số hình ảnh khác của hình khối trong thực tế thì mình thấy là có nhiều họa tiết trang trí và cánh cửa kéo. Tiếp theo là hoạt động 4, quan sát hình khối ở hình 4.10A. Như mình thấy đây là một hình khối thì mình như hình khối là có bốn cạnh, bốn đỉnh, đúng không? Như vậy hai cạnh này người ta gọi là hai cạnh kề nha, có nghĩa là hai cạnh có chung một đỉnh gọi là hai cạnh kề nha. Hai góc này người ta gọi là hai góc đối nhau, có nghĩa là góc này với góc này đối nhau, góc trên và góc dưới sẽ là đối nhau, là đúng này. Và mình có hai đường chéo, đúng không? Đường chéo ngang và đường chéo đứng. Giờ như vậy là mình sẽ có hình khối ABCD nhé. Câu số 1 là dùng khước hẳn hoặc combo so sánh các đỉnh cạnh của hình khối.
Như vậy là mình sẽ sử dụng mình cây thước để mình đo hay mình thấy là bốn cạnh của hình khối sẽ bằng nhau nhé. Và mình vẽ hai cái đường chéo này, thì mình kê cái thước EK vô cái góc này, thì mình thấy đây là góc vuông. Như vậy có nghĩa là hai đường chéo sẽ vuông góc với nhau. Và câu số 3 là các cạnh đối của hình khối có song song với nhau hay không? Thì mình thấy là có song song với nhau. Có nghĩa là bằng cách từ đây tới đây sẽ bằng một khoảng cách từ đây đến đây. Và câu số 4 là các góc đối của hình khối ABCD có bằng nhau hay không? Thì mình thấy là có bằng nhau nha. Góc này sẽ bằng góc này và góc trên sẽ bằng góc dưới nha. Như vậy là để mình có thể kiểm tra xem hai đường thẳng có song song với nhau hay không, thì mình sẽ sử dụng hai cây thước EK của mình đo đúng không? Mình thấy là nếu mà hai cái đường thẳng này cùng vuông góc với một đường thẳng thì chứng tỏ là hai đường thẳng này sẽ song song với nhau, đúng không? Giờ như vậy là mình sẽ làm hoạt động 4 nha. Giờ thầy trả lời câu hoạt động 4. Câu số 1 thì mình trả lời là các cạnh của hình khối bằng nhau, đúng không? Câu số 2 là hai đường chéo của hình khối sẽ vuông góc với nhau. Câu số 3 là các cạnh đối của hình khối sẽ song song với nhau, đúng không? Và tiếp theo sẽ là câu 4, mình sẽ trả lời câu số 4. Các góc đối của hình khối có ABCD có bằng nhau hay không, thì mình trả lời là bằng nhau, đúng không? Các góc đối của hình khối ABCD mình thấy là bằng nhau nha, đúng không? Giờ trả lời xong câu hỏi, mình sẽ tiếp bằng bài diễn nha. Giờ như vậy mình sẽ có nhận xét là cho một hình khối thì bốn cạnh sẽ bằng nhau, hai đường chéo vuông góc với nhau, các cạnh đối sẽ song song với nhau và các góc đối sẽ bằng nhau nhé. Giờ tiếp theo là mình sẽ có một câu hỏi quan sát hình vẽ ở bên. Hãy tìm điểm E trên đoạn thẳng PC và điểm F trên đoạn thẳng AD để mình có tứ giác APEF là hình khối. Như vậy mình sẽ có một cái hình bình thẳng, đúng không? Mình sẽ tìm một điểm E trên đoạn PC, đúng không? Và tìm điểm F trên đoạn AD để được mình có một tứ giác APEF là một hình khối. Như vậy trước hết mình sẽ như mình thấy là AB là từ đây đến đây. Như vậy là mình sẽ lấy một điểm tại điểm này. Điểm này thì mình thấy AB sẽ bằng PE, đúng không? Như vậy lấy một điểm đây để cho AB bằng PE. Giờ sau đó mình lấy một điểm đây sao cho AB bằng AF. Giờ nói EF là thì mình sẽ được tứ giác APEF là hình khối. Giờ thầy sẽ xác định hai điểm nhé. Giờ mình vẽ thành hình khối nhé. Như vậy là mình xác định một điểm E sao cho AP bằng PE. Xác định điểm F sao cho AP bằng PF. Giờ nói E, mình sẽ nói E và F là khi lúc này mình sẽ được hình khối APEF nhé. Giờ vẽ hình xong mình sẽ tiếp tục bài giảng nhé. Giờ tiếp theo là câu thực hành số 2, mình sẽ thực hành vẽ hình khối ABCD có cạnh là 3 cm. Theo hướng dẫn sau, bước 1 mình sẽ vẽ đoạn thẳng AP bằng 3 cm. Sau đó mình sẽ vẽ một đường thẳng đi qua P và lấy một điểm C trên đường thẳng sao cho BC cũng bằng 3 cm. Giờ sau đó mình vẽ một đường thẳng đi qua C song song với AP. Mình vẽ đường thẳng đi qua A song song với BC, đúng không? Như vậy mình sẽ vẽ một cái đường thẳng đi qua C song song với AP và vẽ một đường thẳng đi qua A song song với BC. Giờ hai đường thẳng này cắt nhau tại một điểm, đó là điểm D. Giờ như lúc này mình sẽ được một hình khối chính là ABCD, đúng không? Như vậy mình sẽ làm 3-4 bước để được một cái hình khối. Vẽ đồng hành AP, sau đó vẽ đồng hành PC sao cho BC bằng 3 cm, đúng không? Giờ sau đó vẽ đường thẳng song song với đi qua C song song AB, đi qua A song song BC. Giờ hai đường thẳng này cắt nhau tại điểm, đó là điểm D.
Lúc này mình sẽ được hình khối ABCD, đúng không? Giờ như vậy là câu số 2 là em hãy kiểm tra lại hình vừa vẽ xem các cạnh có bằng nhau không. Như vậy là sau khi kiểm tra thì mình thấy là các cạnh sẽ bằng nhau, đúng không? Giờ như mình trả lời nha. Sau khi kiểm tra, ta hãy các cạnh bằng nhau, đúng không? Giờ tiếp theo là ba nhỏ, mình sẽ thực hành cắt gấp và cắt hình khối từ tờ giấy hình chữ nhật theo hướng dẫn sau. Như vậy là bước 1, mình sẽ gấp đôi tờ giấy, sau đó lại gấp đôi một lần nữa, sao cho xuất hiện một góc vuông với cạnh là các nít gấp. Như mình sẽ có một cái tờ giấy dạng hình chữ nhật gấp đôi lại, sau đó mình gấp đôi lại, đúng không? Giờ sau đó mình sẽ dùng cái thước và viết chì mình gạch một đường đứt nét. Giờ mình cắt theo cái đường đứt nét này, đúng không? Giờ mình cắt ra thì mình được cái này, sau đó mình mở ra thì mình sẽ được một cái hình, đó là chính hình thôi, đúng không? Rồi như vậy là các em sẽ tự thực hành tự cắt hình khối từ tờ giấy hình chữ nhật nha. Giờ có vận dụng, em hãy vẽ đường trang trí theo mẫu dưới đây. Giờ tôi mời học tùy ý. Giờ như vậy là mình sẽ vẽ một cái hình như vậy nha. Mình sẽ vẽ hình chữ nhật ở ngoài. Giờ sau đó mình sẽ vẽ ba cái hình thoi bên trong. Giờ sau đó mình sẽ tô màu tùy ý nha. Giờ có vận dụng các em sẽ tự làm nha. Giờ như vậy mình xong bài giảng hôm nay nhé. Phần còn lại của bài tập của bài hôm nay thì sẽ làm video bài giảng kế tiếp, các em nhớ đón xem nha. Như vậy mình xong bài giảng hôm nay. Nếu các em thấy giảng gì thì bấm khích, chia sẻ cho bạn bè cùng xem. Và em nào chưa đăng ký kênh Hà Linh, bấm nút đăng ký, bấm chuông để xem bài giảng mới nhất của Hà Linh nha. Thầy chúc các em học tốt, tạm biệt kém nha.